Hello, hello, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với series tiêu điểm nhân vật. Và trong video ngày hôm nay, tụi mình sẽ cùng nhau nói về Jessica anh em nhé. Ok, let's go. Rồi, đầu tiên thì vẫn như bao nhân vật khác thôi, chúng ta sẽ nói về cái bộ Inside của Jessica đầu tiên anh em nhé. Ở Inside 1, chúng ta có cái dòng đầu tiên đó chính là khi mà tấn công vào một kẻ địch đang bị dính trạng thái poison, là nó đang bị trúng độc ấy, thì sát thương của Jessica gây ra sẽ tăng 20%. Cái dòng tiếp theo này thì nó hơi dài nhưng mà bơ sẽ nói ngắn gọn cho anh em dễ hiểu. Đó chính là cứ mỗi 3 round, bắt đầu từ round 1, 3, 6 và 9, thì Jessica sẽ gây ra hiệu ứng poison cho toàn bộ phe địch trong vòng 2 hiệp anh em nhé. Và cái hiệu ứng poison này nó gây sát thương chuẩn, đó là Genesis Dam, bằng với lại 30% tấn công của Jessica, như là của Sosabi và các nhân vật gây poison khác thôi, nó đều là 30% hết. Thì cái insight này để mà hiểu rõ hơn về nó thì Bơ sẽ đi vô ví dụ cho anh em luôn, cho anh em dễ hiểu nhé. Đầu tiên là cái phần gây ra độc cho toàn bộ phe địch của cái insight 1, thì khi mà chúng ta bắt đầu trận chiến ấy thì nó sẽ nổ một cái đống khói, tại vì khi bắt đầu thì nó đang ở round 1 rồi đúng không anh em, thì nó sẽ bắt đầu gây độc luôn ở round 1 nhé. Đây anh em thấy là có một cái đám khói nổ ra và toàn bộ kẻ địch ở bên phe đối diện ấy nó sẽ bị dính hiệu ứng poison, và trong vòng 2 hiệp, có nghĩa là cái poison này nó sẽ tồn tại ở hiệp số 1 và hiệp số 2. Qua hiệp số 3 thì cái poison này nó sẽ hết, nhưng mà hiệp số 3 cũng là cái hiệp mà nó kích thêm cái poison thêm một lần nữa. Thì ở đây Bo sẽ keep stun qua cho anh em xem dễ hình dung nhé. Đây hiệp số 1 nhé. Rồi hiệp số 2 này, hiệp số 2 xong cái hiệp này á, sau khi mà mấy con quái nó đánh ấy, thì cái trạng thái poison trên người nó sẽ được giải trừ, có nghĩa là nó đã kết thúc hiệp số 2 rồi. Thì tiếp theo đó là qua hiệp số 3, rồi hiệp số 3 nó lại nổ độc thêm anh em thấy không? Có nghĩa là nếu như mà chỉ có một mình Jessica ở trên sân ấy, thì cái khả năng gây ra độc của Jessica gần như là xuyên suốt trong cái quá trình mà chúng ta đánh luôn. Trừ một số cái trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt có nghĩa là ở đây ví dụ như là chúng ta đang ở hiệp số 3, nó mới vừa kích poison rồi. Vậy thì theo lý thuyết là hiệp số 6 nó mới kích hoạt nữa đúng không? 1, 3, 6, 9, 12. Hiệp số 6 mới kích hoạt nữa. Thì nếu như mà trong cái trường hợp chúng ta giết chết một con quái ở đây đi á, mà trong sân nó nhảy ra thêm một con quái khác, thì lúc đó cái con quái mà mới nhảy ra sẽ không có độc anh em nhé. Tại vì nó chưa có tới hiệp, nó sẽ không có tự động gây độc cho Jessica đâu. Tiếp theo thì chúng ta có Inside 2. Ở cái E2 á, thì chúng ta có thể hiểu cơ bản là nó tăng 8% toàn bộ sát thương gây ra cho con Jessica khi mà nó vào trận thôi. Dĩ nhiên là không có tăng cho Genesis Dam nha nè. Genesis Dam thì nó là Dam chuẩn rồi, không được tăng thêm bởi những cái kiểu cộng sát thương như thế này. Tiếp theo nữa là chúng ta có Inside 3. Để mà giải quyết cái vấn đề mà khi mà chúng ta đánh với những cái trận chiến mà có quá nhiều kẻ địch trên sân ấy, con này chết rồi thì con khác nhảy ra, nó không có đúng vào cái round mà con Jessica nó bỏ độc ấy, thì chúng ta có cái Inside 3 nó sẽ giải quyết được cái vấn đề đó. Có nghĩa là khi mà chúng ta đánh vào một cái kẻ địch mà không có trạng thái poison, thì ngay lập tức Jessica sẽ gắn trạng thái poison này lên kẻ địch không có trạng thái poison đó, và dĩ nhiên là nó cũng chỉ có 2 round thôi. Thì để ví dụ cho cái này thì Bơi cũng sẽ cho anh em một cái ví dụ đơn giản luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái ví dụ cái công dụng của cái E3. Tại vì hồi nãy chúng ta nói ấy, bản thân một mình con Jessica thì cái thời gian bỏ độc của nó gần như là toàn thời gian, đó là với điều kiện là chúng ta đánh với kẻ địch mà nó đứng mãi trên sân, nó đứng từ đầu trận cho tới cuối trận. Trong một số cái trận chiến tụi mình sẽ gặp những cái kiểu là ví dụ như hiện tại trên sân có 3 con quái và có một con sắp chết này, và ở sau đó anh em nhìn phía trên này sẽ còn một con quái thay thế vào cái chỗ mà con quái sắp chết đúng không? Thì ngay hiện tại Bơ đang ở round 3, thì có nghĩa là round số 6 Bơ mới được thêm một lần bỏ độc toàn bộ trên sân nữa. Thì giả sử chúng ta không có con Sotheby để bỏ độc đi, thì con Jessica sẽ tự đánh và tự bỏ độc đúng không? Trong trường hợp này ví dụ như Bơ đánh chết con quái này đi, thì con quái mới nó sẽ ra theo như là kịch bản. Rồi, anh em xem nè. Rồi, sau khi mà một con quái nó chết rồi ấy, thì con quái trong sân dự bị nó sẽ xuất hiện này đấy. Thì lúc này con Jessica sẽ không có tự bỏ độc dựa vào cái Inside 1 được nữa, tại vì đâu có đúng hiệp đâu. Hiện tại đang là hiệp số 3, mình mới vừa bỏ độc xong rồi thì phải tới hiệp số 6 nó mới bỏ độc nữa. Thì ngay lúc này cái E3 sẽ có tác dụng. Cái E3 khi mà chúng ta đánh vào một kẻ địch mà không có trạng thái độc ấy, thì ngay lập tức nó sẽ tự gắn độc lên kẻ địch đó luôn. Đó là công dụng của cái E3 anh em nhé. Thì cái này anh em tận dụng để mà anh em đánh cho nó tối ưu thôi. Thì thường ấy, để mà kích hoạt được cái dòng số 1 của Y1 ấy, là khi mà đánh vô kẻ địch có trạng thái poison thì chúng ta được tăng 20% sát thương ấy. Thì tối ưu sức mạnh thì lúc nào chúng ta cũng chỉ nên đánh vô một cái địch mà nó có poison trên người thôi. Thì chúng ta sẽ lợi dụng cái Y3
khi mà gặp những cái trường hợp như này thì mình dùng i3 để mà kích lại potion và mình sẽ kích hoạt được luôn cái i1 và tăng 20% đam. Rồi, đó là công dụng của cái i3. Rồi, một cái trường hợp nữa mà chúng ta cũng khá là hay gặp, đó là ví dụ như mình lỡ tay mình ném anti của potion Therapy, thì đã biết là sau khi mà chúng ta ném anti của potion Therapy ấy thì toàn bộ potion sẽ bị xóa hết. Thì trong cái trường hợp này, nếu như mình lỡ tay mà ném anti Sotobi thì mình có thể sử dụng ngay cái anti của con Jessica để mà lấy lại một stack potion. Và khi mà chúng ta đánh anti vô cái kẻ địch không có trạng thái potion thì nó sẽ kích cái i3 cộng thêm kích cái anti thêm một lần nữa, là chúng ta sẽ lấy lại được 2 stack potion để đảm bảo được là lúc nào trên người địch cũng có từ 2 stack potion trở lên. Thì đây là một số cái trường hợp anh em hay gặp. Ví dụ cho anh em xem này, thì khi mà chúng ta sử dụng cái anti á, thì nó sẽ kiểm tra xem là cái kẻ địch của chúng ta nó có poison hay chưa, để mà nó apply cái i3 thì nó sẽ ưu tiên cái i3 đi trước, nó sẽ chết cái i3 trước và sau đó thì nó mới apply cái poison vào, chứ không phải là anh em dùng anti thì nó tự apply poison vào thì lúc đấy là cái i3 nó bị phế, thì không phải như vậy. Thì để mà ví dụ cái trường hợp này thì đây, ví dụ là cụ thể tôi sẽ ném anti của Sotopi, sẽ xóa hết độc đi. Thì đây, ngay lúc này anh em sẽ anti lại của Jessica này. Thì nó sẽ kích hoạt i3 và kích hoạt luôn các cái nội tại độc đấy. Là có 2 potion anh em thấy không? Đó. Thì lúc này anh em vẫn có thể đảm bảo là đủ 2 potion để anh em kích cái vũ khí. Nhìn chung thì cái bộ inside của con Jessica nó cơ bản là được thiết kế để mà cho con Jessica có thể một mình đi đánh ở tất cả mọi team, nó khá là khỏe. Nhưng mà khi mà chúng ta đi mà kẹp Jessica với lại Sotheby hay là một số các nhân vật có khả năng bỏ độc, lúc đấy ấy, khi mà chúng ta kẹp một nhân vật có khả năng bỏ độc ấy, thì cái i3 của con Jessica này nó hơi bị phế một tí xíu, tại vì lúc nào trên sân mình cũng có poison hết, có nghĩa là kẻ địch của mình luôn luôn có poison. Thêm một trường hợp nữa là chúng ta đánh những con boss ấy, nó đứng từ đầu trận cho tới cuối trận ở trên sân luôn, mình đâu có đánh chết nó giữa chừng trong những cái round mà không có độc được đâu, thì thành ra là lúc này á, cái i3 một lần nữa nó lại phế, nó không kích hoạt được gì cả, nó chỉ có tác dụng khi mà chúng ta đánh vô một cái kẻ địch không có poison thôi. Nếu như mà chúng ta sửa lại cái này thành đánh thẻ 2 sao hay là đánh anti-may thì đó, thì bỏ poison thêm vô ấy thì nó sẽ ok hơn. Bản thân cái anti-may cũng có poison rồi, thiếu thiếu nó mình phân tích. Nhưng mà cơ bản khi mà chúng ta kẹp một nhân vật poison có khả năng gây poison ấy, thì cái i3 này gần như là không có tác dụng gì mấy. Đấy là một cái điểm mạnh khi mà nó đi solo tự thân vận động, nhưng mà nó sẽ bị hạn chế khi mà nó có đồng đội hỗ trợ cho cái công việc gây sát thương độc cho team địch rồi. Ok, bây giờ tụi mình sẽ đến với lại bộ kỹ năng đầu tiên, đó chính là anti-may. Anti-may thì nó là một dạng tấn công đa mục tiêu với một cái lượng sát thương khá là khiêm tốn, đó là 350% reality damage. Kèm theo đó là sẽ gây ra poison cho toàn bộ phe địch với cái thời gian là 2 hiệp. Và cái poison này thì dĩ nhiên vẫn sẽ là 30% tấn công của Jessica và là gây acid damage. Cái này thì không có gì phải bàn rồi. Một cái anti-may gây damage diện rộng và tạo thêm poison. Cái tạo poison này nó không có điều kiện đâu nhé, cứ đập anti-may là có poison thôi. Rồi, tiếp theo là kỹ năng đánh đơn mục tiêu. Kỹ năng đánh đơn mục tiêu cũng là cái kỹ năng có lượng sát thương to nhất của Jessica. Thì để mà hiểu về cái kỹ năng này ấy, thì tí xíu nữa mình sẽ ví dụ cái kỹ năng này riêng trong từng trạng thái của nó nhé. Đầu tiên là khi mà chúng ta gây ra dam cho một cái kẻ địch đang trong cái trạng thái poison ấy, thì nó sẽ được bonus thêm là 40% reality dam. Con số 40 này anh em sẽ cộng vô 180 ở phía trên cái sát thương chuẩn của cái kỹ năng nhé, chứ không phải nó là 40% của 180% thì nó ra đâu đó là 70-80%, không đúng nhé. Thì tiếp theo là cứ thêm một stack độc thì cái lượng sát thương gây ra sẽ tăng thêm 20% cho tới khi nó đạt được cái ngưỡng là 40%. Thì ở đây nó ngầm ý là nói là chúng ta tối đa chỉ cần 3 stack độc thôi là cái kỹ năng này nó sẽ maximum damage rồi. Đó là về cái kỹ năng đánh đơn mục tiêu của Jessica. Tiếp theo là chúng ta đến với lại cái kỹ năng đánh hai mục tiêu của Jessica. Như một con DPS bình thường thì nó sẽ có một kỹ năng đơn mục tiêu và một kỹ năng đánh diện rộng, đó là hai mục tiêu. Đối với kỹ năng này thì nó có khác biệt một tí xíu, nó là không có lệ thuộc vào poison nữa và nó có thể kích hoạt luôn cả stat down và negative status cũng như là control luôn. Thì đối với những kẻ địch đang dính ba cái trạng thái phía trên ấy, thì nó sẽ được gây thêm 30% reality down nữa. 30 anh em cộng vô cho 135 phía trên, đó là 165 khi mà chúng ta thỏa mãn được cái điều kiện của nó. Kỹ năng này căn bản là kỹ năng của Jessica, nó chỉ gây đam thôi. Ở 1 sao, 2 sao hay là 3 sao thì nó không có thêm bất kỳ một cái hiệu ứng gì đặc biệt cả. Nó tập trung toàn diện về sát thương hết nhá.
Tiếp theo đó là về cái bộ Boy Train của Jessica. Bộ Boy Train này nó không có gì đặc biệt lắm, nó không làm thay đổi nhiều về cái phần lối chơi của Jessica. Nhưng mà Bơ cũng đã nói sơ sơ qua một tí, ở B1 của Jessica thì nó sẽ tăng sát thương cho anti main từ 350% lên 425. Có nghĩa là tăng 75% sát thương hệ số của anti main. Ở cái B2 thì lúc nãy anh em biết là cứ mỗi 3 round ấy thì nó sẽ bỏ một cái poison, và cái poison nó tồn tại trong vòng 2 hiệp đúng không? Thì bây giờ cái poison đó sẽ tồn tại trong vòng 3 hiệp. Nó sẽ được cộng thêm một hiệp nữa. Có nghĩa là cứ mỗi 3 round mình bỏ một cái poison và nó tồn tại trong vòng 3 hiệp, thì ở round 3, round 6, round 9, round 12 là những cái round mà cái poison nó chồng lên nhau ấy. Nó chồng lên nhau có nghĩa là chúng ta có hai trạng thái poison thì có thể dùng cái này để mà kích hoạt cái vũ khí, cũng có thể dùng cái này để mà tạo ra nhiều poison, và sau đó chúng ta dùng con Sotheby chúng ta kích nổ poison nó gây thêm sát thương khi mà chúng ta phối hợp với lại Sotheby. Còn nếu mà bạn đi con Jessica đơn một mình thì có thể dùng cái B2 này để chúng ta dồn đam cho cái thẻ đơn mục tiêu, có càng nhiều poison thì sát thương nó sẽ càng to mà. Rồi B3 đó chính là tăng đam cho cái thẻ đơn mục tiêu, cũng là cái thẻ đam chính của Jessica. Ở B4 thì nó tăng đam cho cái thẻ đánh đam mục tiêu, và nó tăng ở cái điều kiện phía dưới anh em nhé. Anh em lưu ý cái khúc này, nó tăng cái điều kiện này ở đây á, thẻ một sao khi mà chưa có B á thì là 30% này, nó sẽ lên 50 này đó. Tiếp theo nó là 45 thì nó sẽ lên 75, và điều kiện cuối cùng là cái thẻ 3 sao đó là 75, nó sẽ lên 125. Nhưng mà cái B4 này thì phải thỏa mãn điều kiện thì mới được tăng nhé. Thì nhìn chung ấy thì đa phần 100% cái khoảng thời gian chúng ta đánh con Jessica thì nó luôn luôn thỏa mãn điều kiện để kích hoạt cái kỹ năng của nó hết, khá là dễ thôi. B5 thì một lần nữa tăng đam cho anh T-May, lúc này đã là 500% rồi. Và cuối cùng ở trong cái chỉ số nhân vật đó chính là Resonate. Resonate của Jessica là một cái dạng Resonate mà chúng ta chơi theo cái kiểu là chú ý cái phần đam bonus anh em nhé. Vì đây là một cái resonate không có thiên về crit. Crit của nó rất là thấp, cho nên anh em đừng cố gắng đẩy crit của con này lên cao làm gì. Tại vì ngay ở trong cái thanh chính của nó này, một cái thanh mà chữ T ngược này ấy, thì anh em lý là trong cái bộ chỉ số chính của nó không hề có tỷ lệ chí mạng nhé. Nó có một chút xíu đam bonus và rất là ít sát thương chí mạng bonus luôn. Anh em nhìn thấy ở đây critical dam trong cái thanh chính đó chỉ có đúng 4% thôi, rất bé, cho nên là mình đừng cố gắng cho con này crit làm gì, mà mình hãy tập trung những cái thanh mà nó mang lại dam bonus và tấn công phần trăm cũng như là HP hay là phòng thủ thì nó sẽ ok hơn. Thì ở đây Bơ sẽ lấy hết những cái thanh mà có tấn công này, Bơ sẽ lấy hết những cái thanh mà nó có chữ dam bonus này nó, và nó có thêm crit ở đây thì nó là dòng phụ thôi, mình không quan tâm tại vì rất khó crit nhá. Tiếp theo cũng vậy, mình sẽ tập trung lấy đam bonus thì nó sẽ được bonus thêm tí crit. Rồi nói chung là Bơ sẽ tập trung Bơ lấy những cái nào mà nó có liên quan tới đam bonus, thì trước xíu nữa Bơ sẽ để một số cái resonate tham khảo ở dưới phần mô tả cho mọi người nhé. Còn đây là cái resonate tổng thể mà Bơ đang dùng ở resonate 77 là 49 ô ấy. Cuối cùng đó là về cái phần đó là vũ khí cho Jessica, thì ở đây có hai option cho anh em sử dụng. Đối với những bạn nào mà có sở hữu cả cái cặp là Sotheby và Jessica thì Platformer of Night sẽ là một trong những cái lựa chọn tối ưu nhất, mang lại lượng sát thương to nhất cho con Jessica, tại vì cái điều kiện phía dưới của nó anh em luôn luôn kích được nhé. Anh em lưu ý chỗ này một tí xíu là cái điều kiện của cái này là khi mà chúng ta đánh vào một cái kẻ địch mà nó có từ hai cái trạng thái negative status trở lên thì sát thương gây ra của nó thì được cộng 12% đối với cái thẻ 1, còn ở đây cái thẻ của bộ up lên 2 rồi thì nó là 15. Khi mà chúng ta chơi với lại Sotheby thì luôn luôn kích được cái thẻ này. Chúng ta chỉ cần bồi thêm một thẻ debuff độc của Sotheby thôi là gần như là luôn luôn kích hoạt rồi. Thì cái này sẽ rất mạnh khi mà chúng ta kẹp với lại Sotheby nhé. Còn trong trường hợp mà các bạn không có Sotheby thì các bạn đừng dùng cái này, tại vì bản thân một mình con Jessica rất là khó để mà kích hoạt được cái thẻ này trong cái điều kiện tiêu chuẩn. Điều kiện tiêu chuẩn có nghĩa là chỉ có một mình bản thân con Jessica có khả năng tạo ra negative thôi á. Thì nếu mà có B2 ấy thì lâu lâu ấy ở 3, 6, 9 và 12 thì nó sẽ chồng được hai cái poison lên nhau. Vì lúc này chúng ta đánh cái thẻ này vô là nó sẽ kích được. Và trong cái điều kiện nó mới vừa anti xong ấy thì các hiệp tiếp theo ấy là nó cũng sẽ có hai poison. Bản thân cái độc nền ấy là một poison, cái độc từ anti là sẽ là thêm một poison nữa là hai poison. Hai poison thì được tính là hai negative status. Thì lúc này hai round phía sau cái anti sẽ được
kích cái thẻ này, còn lại thì nó sẽ không kích. Nói chung là cái thẻ này đâu có thẻ rất khó sử dụng, tuy là cái lượng đam mang lại rất to, nhưng mà lưu ý là anh em nào có thể kiểm soát được hai tầng negative thì hãy dùng nhé. Đặc biệt là những người mà có sở hữu con Sotheby thì nó chỉ cần ném một thẻ độc thôi là trong vòng mấy hiệp tiếp theo ấy là anh em thoải mái mà dùng rồi. Rồi, option thứ hai là cho những bạn không có con Sotheby, những bạn nào mà chơi Jessica theo cái hướng là solo một mình một ngựa thì sử dụng hớp cọt là một cái sự lựa chọn ok nhất. Tại vì cái hớp này nó tăng trực tiếp cho thẻ đánh thường của anh em, và anh em biết ấy, sát thương của con Jessica trực tiếp là đến từ thẻ đánh thường mà đúng không? Thì cái option phụ này mình ăn được thì ăn, không ăn được cũng chả sao. Tại vì cái anti may của nó đam không hề to tí nào cả. Nói chung là nó chỉ giúp clear diện rộng tốt và bỏ thêm tí poison từ cái anti may thôi. Thì cái thẻ này sẽ là cái thẻ ok nhất khi mà chúng ta đi solo không có Sotheby, thì anh em nên chọn cái này thay vì chọn cái Last Farmer of Night á, cái kia thì khó xài hơn. Dùng Hopscot sẽ ok hơn anh em nhé. Thì đối với vũ khí thì Bơ nghĩ là ngay tại thời điểm hiện tại thì con Jessica nó chỉ có hai cái option đơn giản như vậy thôi. Ok, bây giờ trước khi mà đi vào cái phần gameplay thì chúng ta sẽ tính xem coi là từng cái khoản của cái thẻ đam ấy nó sẽ chênh lệch nhau như thế nào cho từng cái stat poison anh em nhé. Ở đây là bơi sẽ lấy ví dụ là từ một stat, tại vì chúng ta sẽ luôn luôn đắm trong cái dạng là nó có một stat poison đúng không? Chúng ta sẽ rất khó rơi vào cái trường hợp là chúng ta đắm vào một cái thẻ này á, đắm ra mà không có stat poison nào hết. Thì ở ví dụ số 1 mình sẽ lấy luôn, đó chính là nó thỏa mãn được cái điều kiện đầu tiên, có nghĩa là nếu như mà chúng ta đánh vào một cái kẻ địch đang bị poison thì được tăng thêm 40% reality dam, thì lúc này dam của nó sẽ ở cái ngưỡng là 220% anh em nhé. Thì bơ đã set up để mà có thể kích hoạt được cái vũ khí của bơ luôn, đó chính là bơ dùng cái sensei witness của con Ego. Bơ gắn vô đây nó được tính là một negative status, và cái sensei witness này tồn tại vĩnh viễn cho tới khi nào con boss chết thì thôi nhé. Và đây là cái negative status thứ hai, đó chính là một stat poison. Bơ sẽ dùng để test đam, và tất cả bài test của mình sẽ test dựa trên cái công thức này và chỉ thay đổi cái số lượng poison. Ok, thì đây sẽ là cái sát thương đầu tiên, đó chính là có một stat poison nhé. Ok, đó là 5495, đó chính là một stat poison. Tiếp theo thì tụi mình sẽ test xem là đam nó sẽ thay đổi như thế nào nếu như mà chúng ta có hai stat poison. Hai trò tắt poison thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải quăng thêm một cái thẻ của Sotheby nữa. Và kỹ năng thì bơ dẫn ra test siêu cũ nhé. Ok, 5995, đó là hai trò tắt poison. Rồi cuối cùng sẽ là cái trạng thái mạnh nhất của cái thẻ tấn công đơn mục tiêu của Jessica, đó là cái trạng thái khi mà chúng ta đạt được đủ 3 tầng poison ở trên kẻ địch nhé. Thì thực chất là bơ không có khuyến khích anh em sử dụng cái trạng thái thứ 3 này. Tuy là trạng thái mạnh nhất nhưng mà anh em biết là cái quá trình setup nó rất là lâu. Nếu như mà chúng ta không có con Sotheby ấy, thì gần như là cái quá trình setup nó không thể nào diễn ra được. Không có ai hỗ trợ poison thì không bao giờ lên được 3 stat. Và cái này thường thì anh em sẽ sử dụng sau khi mà chúng ta anti con Jessica nữa. Nếu mà có Sotheby mà chúng ta ngại ném độc liên tục ấy, nó sẽ rất là tốn AB. Nếu như các bạn chơi team 3 thì rất tốn AB. Còn chơi team 4 thì AB của mình nó thoải mái hơn, thì mình đánh nó cảm giác nó khỏe hơn. Còn trong trường hợp team 3 thì AB của mình sẽ bắt đầu hạn chế, mình sẽ tập trung gây đam. Thì cái trạng thái mạnh nhất cũng là trạng thái 3 poison. 3 poison ở đây có nghĩa là chúng ta đã có được 180 cộng với lại 40 là cái mốc 1 này. Và mốc tiếp theo nữa là 40 nữa, có nghĩa là 180 chúng ta cộng cho 80. Thì mức này là cái mức đam cao nhất của cái thẻ 1 sao, đó chính là 260%. Gần như là to nhất rồi. Hiện tại thì bơi không nghĩ là có nhân vật nào có cái mức đam cơ bản cho cái thẻ một sao to, thì ok. Mình sẽ cùng lên xem là các hương nó thay đổi như thế nào nhé. Đây, với cái mức 3 poison thì nó là 6494. Nó khác biệt khá là nhiều so với lại cái mức 1 poison đúng không? Thì thường ấy thì chúng ta sẽ chơi chủ yếu xoay quanh cái mốc là 2 poison thôi. Cái mốc này thì khi nào mà chúng ta tối ưu được dựa vào anti, dựa vào một số điều kiện nó ok, tối ưu được thì chúng ta dùng nhé. Rồi cuối cùng thì sau khi mà trải qua tất tật các cái lý thuyết lúc nãy, thì bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái phần thực hành xem là trong thực chiến con Jessica sát thương của nó như thế nào nhé.
Bơ sẽ lấy ví dụ là mùa Limbo 1.2 ở cái tầng 16 nửa dưới anh em nhé, thì cái tầng này con Jessica đánh hoàn toàn chấp búp tất cả điểm yếu, không được hưởng lợi bất kỳ từ cái gì từ búp cả, cho nên anh em có thể xem đây là một cái mùa mẫu để mà làm chuẩn cho những mùa khác cũng được, tại vì đây là mùa nó không được búp gì mà, thì những mùa khác nó được búp thì nó mạnh hơn, và những mùa nó không được búp thì cũng xem những mùa này cái lượng sát thương nó gây ra nó cũng chỉ tầm đó thôi, không có gì thay đổi. Thì do là đánh nhanh là team 4 nên bơ không có khá là nhiều nhân vật hỗ trợ cái dạng búp, cho nên là thôi bơ cứ bỏ hai con heal đi nhá. Phần Tooth Fairy ở đây nó giống như là diễn viên vậy đó em ạ, nó không có công dụng gì mấy nhưng mà đứng vô cho đủ đội hình thôi, tại vì bơ không có nhân vật thứ tư. Nếu như các bạn có An An Ly các bạn bỏ vào đây thì nó sẽ khá là ok, hoặc là các bạn có anh người nha bỏ vô búp một tí sát thương cũng ổn luôn, hoặc là có thể bỏ Ezreal vô để mà sử dụng cái trừ 20% reality, thì cái đấy thì tùy anh em sử dụng. Còn ở đây thì bơ ví dụ cơ bản thôi, bơ nhét đại một con diễn viên vô đứng cho đủ 4 slot, tại vì chúng ta sẽ xoay quanh Jessica, Sotheby và Column, nó là một cái đội hình chuẩn chuẩn chỉ nhất, còn nhân vật số 4 thì các bạn có thể tùy biến nhé. Ok, thì đối với một cái trận chiến của Jessica thì các bạn sẽ lưu ý xem là kẻ địch của mình nó đông hay nó ít, thì đối với đây là một cái trận chiến mà tạm gọi nó là đông đi, thì tụi mình sẽ cố gắng lấy anti thì các bạn khoan hãy dùng thẻ. Đối với những cái dạng đánh mà lấy anti á thì ngay từ đầu các bạn nên chừa luôn hai cái thẻ của con Jessica lại để tí xíu nữa round 2 bắt đầu mình coi coi là mình có kéo thẻ được hay không để mình lấy anti cho nó nhanh đấy. Chứ nếu mà chúng ta ném hết hai thẻ ra thì đúng là cái round này chúng ta có nhiều đau thật, nhưng mà round tiếp theo thì nó chỉ trả ra hai thẻ thôi đấy mà. Rồi ok, chúng ta đã có một thẻ nữa để chúng ta kéo rồi, thì kéo thẻ nó sẽ giúp cho anh em có anti nhanh hơn, tại vì đây là một cái kẻ địch mà nó có quá nhiều kẻ địch nhỏ ấy. Mình sẽ tập trung mình lấy theo kiểu là lấy anti rồi bây sẽ kéo. Ở đây là debuff đồ tất cả mọi thứ nó đã chuẩn chỉ rồi, nhưng mà anh em lưu ý là anh em đánh vô cái mục tiêu nào ấy, đây là sử dụng cái vũ khí là có điều kiện ấy, cho nên anh em để ý mình đánh mục tiêu nào thì xem coi là mục tiêu đó nó có đủ điều kiện hay chưa. Cũng như ở đây là bơ sẽ nói cho anh em một tí xíu về cái debuff của con Column nhá. Ở đây anh em có thể nhìn thấy là trên cái mình này, trên cái mình chính là cái cục trung tâm ấy, thì chúng ta có hai stack poison và hai cái debuff của Column đúng chưa, thì hai stack poison được tính là hai negative status. Anh em có thể kiểm tra xem là cái debuff của mình nó thuộc cái dạng nào, bấm vô là biết nhé. Còn cái reality defense này trừ 15% này và cái damage taken trừ 15% này ấy, thì nó chính là cái debuff của Column và nó không phải là negative status, nó là stat down. Stat down thì sẽ không kích hoạt được cái vũ khí mà bơ nói lúc đầu đâu nhá. Thì anh em phải lưu ý xem ấy là mình đã đủ điều kiện chưa khi mình đánh vô từng mục tiêu, ví dụ như bơ đánh vô cái mình là đủ điều kiện, nhưng mà bơ đánh vô cái cục tam giác ở phía trên đó là chưa đủ hai negative này, bơ đánh vô cái thanh cái tay ở bên tay trái ngoài cùng thì nó đã có đủ đủ hai negative rồi, và ví dụ như bơ đánh ở cái tay bên phải thì nó không đủ điều kiện đó. Thì mình lưu ý những cái trận chiến đông mục tiêu ấy thì mình tập trung mình đánh những cái kẻ địch mà mình có đủ điều kiện trước, hoặc là nếu mà mình muốn đánh kẻ địch mình chưa đủ điều kiện thì mình gắn thêm điều kiện, mình ném thêm độc rồi sơ sơ như vậy nhá. Thì cái này là cái điều rất là nhiều anh em lầm tưởng, rất là nhiều anh em lầm tưởng là cái thẻ debuff của con Column này có thể kích được cái Blasphemer of Night, thì thực chất là không anh em nhớ, nó không kích hoạt được tại vì nó là stat down chứ không phải là negative. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đánh bình thường. Nói chung là bơ đánh chậm thôi, bơ không đánh nhanh đâu, anh em cứ thoải mái mà theo dõi, tại vì đánh nhanh thì anh em sẽ rất là khó theo dõi. Ví dụ như muốn đánh nhanh thì lúc nãy chúng ta sẽ kéo một thẻ của con Jessica cho pha này nó có anti luôn, thì đam nó sẽ rất là khó u luôn. Còn nếu như chúng ta sẽ đánh quá heal thì chúng ta sẽ bị bị đấm chết anh xuân, nhưng mà đánh từ từ thì nó sẽ là heal lại cho chắc cú này. Bây giờ chúng ta xài một thẻ của Jessica và chúng ta xem coi là đủ điều kiện chưa. Ví dụ như là bơ muốn đánh cái cục tam giác phía trên này, thì cục tam giác phía trên này ngay lúc này bơ đánh vô nó chỉ có một negative thôi, thì bơ ném thêm một cái độc nữa sau đó bơ đánh để đảm bảo được cái điều kiện ấy. Nói chung là đảm bảo điều kiện để mà chúng ta kích hoạt được cái vũ khí rất là quan trọng, nhưng mà chúng ta xài cái Blasphemer of Night rất quan trọng anh em nhớ, nên đánh lung tung mà không có đam đâu. Đã
Rồi, ở hiệp này thì Bơ sẽ reset thẻ một cái để Bơ lấy thêm thẻ cho mấy con heal. Ok, thẻ của Jessica đủ. Anti này, anti thì cũng kiểm tra coi là đủ điều kiện các thứ chưa, đó. Rồi, anti của Jessica, bây giờ thì Bơ cho lại hai thẻ. Ok, tiếp theo là chúng ta hiện tại là kẻ địch của chúng ta, đứa thì có đủ điều kiện, đứa thì không có đủ điều kiện nữa rồi. Nó sẽ luôn luôn rơi vào cái trường hợp là sẽ có một vài đứa không có đủ điều kiện để kích hoạt vũ khí. Thì anh em cũng sẽ lưu ý là anh em kiểm tra lại và mình ném thêm độc đấy. Đây là mình sẽ ném thêm độc này rồi. Sau đó thì Bơ sẽ đóng cái này chết luôn rồi. Ok. Rồi, Bơ sẽ ném thêm độc cho cái tay bên này nó chết luôn nhá. Bên đây thì nó có sẵn hai độc rồi. Cái này có sẵn hai độc, cho nên Bơ đắm cái này trước đi. Rồi, ném thêm độc cho thằng thẻ này. Tại sao lại đánh cho một tay chết trước? Tại vì một tay khi mà nó chết rồi thì nó sẽ không cạnh tranh. Có nghĩa là cái lúc này khi mà mình ném cái thẻ độc ra thì chắc chắn độc nó sẽ đá vào hai cái thằng phía dưới. Đấy. Mà không biết là nó có chết được hay không, chưa chắc là nó chết đâu nhá. Rồi thì nếu như mà Bơ đánh cái này chết luôn ấy thì chắc chắn lần tiếp theo mà Bơ ném độc thì nó sẽ nhảy được đúng hai cái mục tiêu này thôi. Thì mình trên sân còn có hai mục tiêu rồi, nó không còn random nữa. Rồi cái giống như đội mình. Rồi vừa đủ chết này đấy, thì lúc này độc của tụi mình ném ra hai thẻ, nó sẽ đúng hai mục tiêu mình cần. Là cái cách anh em tối ưu cho cái thẻ ném độc. Nhưng mà cái này anh em chơi quen thì anh em sẽ xử lý tình huống ấy. Rất là mượt thôi, không có gì đặc biệt đó. Rồi, round này Bơ là Bơ kết liễu luôn có boss được rồi. Nhưng mà mình khoan, bây giờ tôi chừng tôi tạo anti phát nó hồi sinh luôn. Cẩn thận anh em, cẩn thận anti nó hồi sinh luôn. Món à, đấy là một cái trận chiến nó tương đối là ngắn thôi, đâu đó thì gần 6 round thôi. Thì còn biết chi qua đã tiễn cái boss này đi rồi. Thì đối với những trận chiến dài thì anh em sẽ xoay cái rồi tay thần của mình á. Chỉ cần lưu ý là nếu như mà cái địch của mình nó có đông ấy thì mình lưu ý là lấy anti cho Jessica, cũng là lưu ý về cái thẻ đánh đa mục tiêu, tại vì cái thẻ đánh đa mục tiêu của con này cũng mạnh phết, không yếu. Rồi, kiểm tra là chỉ số sơ sơ này. 150.000 sát thương trong vòng 6 round và Abel chúng ta sử dụng đâu đó là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 AB cho Jessica trong vòng 6 hiệp. Và lượng sát thương gây ra là 150k. Thì đâu đó sẽ là 150 anh em chia cho 10 AB. 15k, 15k sát thương cho trung bình. Một cái thẻ mà chúng ta ném ra cho con Jessica. Khá là ổn áp đối với một nhân vật nó ở cái dạng B0 anh em nhé. Thì nếu như mà so sánh về B0 ấy, B0 thì con Jessica là một trong những con đỉnh xã hội ở cái kiểu mà B0 thôi, chỉ mỗi B0 thôi nhé. Thì dĩ nhiên là nó cũng sẽ phải cần đáp ứng một số cái điều kiện. Như hồi nãy Bơ nói rồi, điều kiện về sử dụng thẻ kỹ năng của nó cũng có điều kiện này, có rất là nhiều điều kiện trong đó nhé. Điều kiện để sử dụng anh em có thể kích hoạt được cái vũ khí. Đây, cái điều kiện để anh em kích hoạt được cái vũ khí đó, hai điều kiện anh em cần phải lưu ý và anh em cũng phải sử dụng thẻ bài sau đó cho nó hợp lý. Anti may chia đều sát thương hay là đánh đúng những cái đứa mà mình kích hoạt được cái điều kiện của vũ khí thì nó sẽ mạnh ha. Thì đó là toàn bộ sơ về gameplay của con Jessica. Cuối cùng bonus thêm một tí xíu là Bơ sẽ ví dụ cho anh em là một cái điều kiện khó khăn hơn, đó là chúng ta đánh không có Sotobi và đánh trong cái điều kiện là con Jessica nó bị khắc chế, là chúng ta đem con Jessica lên cái tầng 16.1 cái bảng phía trên ấy,
Thì ok, mình sẽ đánh thử xem coi là nó có khó khăn gì không anh em nhớ. Thì với cái điều kiện ấy, là có một độc không ấy, thì chắc chắn là tụi mình sẽ không kích hoạt được tối đa cái sát thương của cái thẻ này đâu. Cho nên là sát thương nó sẽ giảm đi một chút xíu, nhưng mà về căn bản thì chúng ta vẫn nằm trong cái mức là có thể chấp nhận và có thể chơi tốt anh em nhớ. Cái bài nó ra khá là đẹp. Nhưng mà con này nó đang cầm khiên cho nên nó không biết giết nó. Tí xíu mình sẽ giết nó bằng tì. Thì đối với những cái kẻ địch mà nó có một cái lượng giáp câu và nó bút tùm lum tá lả như là con sô nó to ấy, thì cái việc mà chúng ta sử dụng cái đam mà nó thuộc vào cái dạng Genesis hỗ trợ thêm với nó rất là mạnh anh em nhé. Nói chung là nó một phần cái đam độc ấy, nó đốt là không có quan trọng là anh em có bao nhiêu defense đúng không, cứ đốt là vô đam không chạy đi đâu được cả. Nó đã khóa đúng rồi, Jessica của bơ rồi, rất là khó chịu. Cái đoạn này mình sẽ đam được. Cả hai thẻ của Jessica đều bị khóa bởi cái điệp sao anh em nhớ. Vì nó không có hiệu ứng phụ. Cái thẻ có hiệu ứng phụ, có cái dòng debuff ấy thì nó được thoải mái sử dụng, nhưng mà anh em có bị điệp sao. Đặc biệt là cái thẻ của con bé này là không được. Anh em bị điệp sao cái là mất luôn á. Ok rồi, vậy là trong điều kiện tốt và trong điều kiện xấu thì Bo cũng đã ví dụ đầy đủ cho anh em xem rồi. Mong rằng là qua video này anh em sẽ có một cái nhìn nó tổng thể hơn về Jessica, cũng như là sức mạnh của nó, cái ngưỡng sức mạnh của nó tới đâu, thì anh em có thể quyết tâm là anh em có thể quyết định là có đầu tư qua Jessica hay không. Cho anh em nào chưa quay, còn anh em nào đã quay rồi thì không gì để bàn rồi, đã quay rồi là anh em chọn đúng là nhân minh rồi đấy. Ok, như vậy là chúng ta sẽ kết thúc cái phần gameplay ở đây. Nếu như mà anh em có thêm thắc mắc gì về cái phần gameplay, anh em có thể comment ở bên dưới nhé. Về cái đội hình cho Jessica thì cái team cơ bản nhất chúng ta có Jessica, Sotheby với lại Column là ba cái nhân vật cơ bản nhất để mà nó phối hợp thành một cái team chuẩn. Trong trường hợp mà phải chơi team 4 thì bạn có thể suy nghĩ tới là sử dụng anh người Nga này, An Lee này hay là Edgar để đi hỗ trợ nhé. Một cái đội hình nữa mà Bơ nghĩ nó khá là rẻ tiền đó là chúng ta có thể chơi Jessica, Sonetto, Baby để búp và Edgo để hỗ trợ gắn cái debuff. Thì lúc này chúng ta sẽ gắn cái debuff của con Edgo, làm sao mà nó gắn trúng con boss thì cái team này nó mới work nhá. Thì lúc đó là một poison của Jessica và cái debuff của Edgo nó đủ kích hoạt cái vũ khí cho anh em luôn. Còn nếu như mà mọi người thấy gắn debuff mà nó lủng lủng á thì mọi người đừng chơi team này nhá. Rồi tổng kết lại thì với cái mức đầu tư là ở B0, ở đây tôi ví dụ cho anh em tất cả đều là con Jessica B0 hết, không hề có B gì đâu anh em nhé. Thì Jessica là một trong những nhân vật mà tôi đánh giá là có cái lượng đam đầu ra rất mạnh và cái cách chơi rất là dễ. Có thể nói là anh em chỉ cần chơi 1-2 ngày là anh em quen được cái kiểu chơi của nó, thì lúc đó anh em cứ việc có thể là bung thôi. Quan trọng là bung đúng chỗ, bung đúng nơi hay không thì cái này dễ lắm. Không cần phải setup rườm rà như là chơi những con khác, không cần phải sử dụng anti nhiều hay là sử dụng thẻ 2 sao như là Centurion thì phải tích Moxie các kiểu. Nói chung là kiểu chơi của nó rất là đơn giản, rất là dễ chơi, và lượng sát thương của nó gây ra rất là khủng bố. Khi mà chúng ta kẹp thêm được con Sotheby nữa thì gần như chúng ta đã có được cái team hoàn chỉnh rồi. Và cái mảnh ghép sức bọt cũng rất là rẻ, rất là thân thiện luôn, đó chính là Column và An Lee.
một trong hai anh em có thể chọn nhé. An An Ly thì nó thiên về hỗ trợ thêm sát thương đa mục tiêu nhé, còn con Column thì nó thiên về hỗ trợ thêm sát thương đơn mục tiêu và hỗ trợ debuff. Tùy vào cái điều kiện của từng cái ạc của mọi người có cái gì thì mọi người ghép vô mọi người dùng thôi. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể sử dụng anh người Nga là cái vật 4 sao để đi buff cũng ok phết, chỉ là cái khoản buff thôi thì nó cũng buff được sát thương gây ra đấy. Đối với một trong những cái nhân vật mà nó mới ra gần đây ở cái vị trí là DPS, chúng ta có đầu tiên là Ornai là ngài này, tiếp theo đó thì chúng ta có Melania, chúng ta có Ruvit, chúng ta có Eternity. Đối với những cái nhân vật DPS đã qua trong cái banner vừa qua đó, banner sắp tới thì mình không nói tới chuyện tương lai mà, thì con này là một trong những con đánh đầu tư nhất và là một trong những con mà Bơ có thể recommend cho mọi người. Khi mà mọi người đã có sẵn vào Sotheby và Column build ổn định rồi á, thì mọi người hoàn toàn có thể tự tin nếu như mà mọi người thiếu cái vị trí là Reality DPS, hoàn toàn có thể tự tin lấy Jessica bảo đảm với anh em luôn là chơi được rất là lâu dài luôn. Ít nhất nó 1.5 vẫn chưa bị out meta, tại vì cái lượng nhân vật DPS của cái hệ cỏ, hệ plan rất là ít, cho nên là đây là con DPS hệ plan đầu tiên gọi là chuẩn chỉ với cái vai trò DPS luôn, thì nó không dễ dàng giao meta đâu. Mà anh em biết sắp tới sẽ có một số nhân vật nó bị trùng hệ, thì con mới nó sẽ đá con cũ hay đá qua đá lại đó, thì bơi không biết là chuyện có mấy hệ khác, nhưng mà cái hệ plan này thì không có nhiều nhân vật, rất là ít, rất là ổn định, chơi rất là lâu dài nhé. Cuối cùng thì cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video, cũng như là hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video tiếp theo nhé. Bye 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 bye.